Đây là ba chiếc lens mới nhất mà Sigma vừa tạo ra cho các anh em chơi Fuji. Và để xem nó có gì đặc sắc. Good morning, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Jason. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Sigma vừa gửi cho Jason 3 chiếc lens 16, 30, 56 cho các dòng máy Fuji. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ test và Jason sẽ chia sẻ với các bạn những trải nghiệm của mình với 3 chiếc lens này. Với một set 3 lens rộng, trung, cận thì đây là một cái set hoàn hảo cho bất cứ một dạng ảnh nào mà các bạn chụp, thời trang, event, quảng cáo. Cái gì cũng chụp được hết. Nói về phần build quality thì với thiết kế tối giản, classic như bản chất của người chụp Fuji, trên những chiếc lens này chúng ta sẽ không có bất cứ một cái nút custom hay là nút khóa khẩu hầm hố như Sigma làm cho cái dòng Sony. Thậm chí cũng sẽ không có những cái vòm khẩu giống như là những chiếc lens của Fuji. Ở một cái mặt tích cực, cách mà các bạn chụp với những chiếc lens này nó sẽ chậm rãi hơn, các bạn sẽ từ tốn hơn. Nhưng ở một cái mặt tiêu cực khác, ví dụ như ở trên chiếc XE4, chúng ta có rất là ít những cái nút hay những cái bánh lăng custom để các bạn thay đổi thông số. XE4 chỉ có đúng một cái bánh lăng ở phía trước ngay chỗ này để thay đổi cả ba cái thông số tốc, khẩu, ISO. Khi chụp với những chiếc lens có vòng khẩu ở trên đây thì nó khá là tiện lợi trong những cái trường hợp mà Jason muốn thay đổi khẩu nhanh. Còn khi chụp với những chiếc lens này thì Jason bắt buộc phải bấm 3 lần để chuyển cái chức năng thay đổi thông số. Nếu như mà các bạn sử dụng những chiếc máy giống như là XE4 để mà chỉ job, chụp event sự kiện thì chúng ta cần phải thao tác nhanh. Sau 2 ngày trải nghiệm thì Jason cũng đã bắt đầu quen với cái cách là thay đổi cả 3 thông số trên con lăng này rồi. Đây là 56. Nó sẽ cho chúng ta một cái góc nhìn khá. Kính tiêu cự 56 f/1.4 trên crop, đổi qua full frame thì nó khoảng 85 f/2. Và 85 là một cái tiêu cự hợp lý để chụp portrait chân dung. Cái tay phải bóp vô tà áo tém quá. Đúng rồi. Một cái tip cho các bạn đó là ở những cái nơi, những cái location mà quá nhiều rác như ở hiện tại thì các bạn sẽ muốn chọn những cái tiêu cự 50 hoặc là 85 trở lên. Bởi vì cái tiêu cự đó nó sẽ compress cái background ra, mang cái background gần lại chủ thể. Cái khung hình nó sẽ hẹp hơn và chúng ta sẽ dễ dàng né rác hơn. 16 f/1.4 trên crop sensor mà đổi qua full frame thì nó sẽ khoảng 24. 24 cũng thuộc về cái dạng ảnh góc rộng rồi, cho nên Jason sẽ tiếp cận mẫu gần thêm chút xíu nữa, hoặc chúng ta có thể lấy cái không gian, cái landscape nhiều hơn. Bây giờ đi từ đó qua đây nha. Đúng rồi. Rồi 2, 3 đi. Nhìn qua nhìn lại. Khi sử dụng lens góc rộng, lens 16 mà các bạn tiếp cận gần chủ thể hơn, gần model của chúng ta hơn thì chúng ta lại có một cái dạng ảnh, một cái vibe nó khác nữa. Mình sẽ tận dụng những cái cọng cỏ này để làm foreground, tạo cái chiều sâu cho cái tấm ảnh của mình nhiều hơn. Nó sẽ có nhiều layer hơn. Chất lượng những chiếc lens của Sigma thì không cần bàn cãi gì hết. Mặc dù đây là cái dòng contemp nhưng chúng ta vẫn có wear the seal, một cái vòng nhựa ở đây để chống nước, chống gió, chống bụi. Thấu kính thì cực kỳ tốt. Hình ảnh cho ra từ những chiếc lens này thì sắc nét. Cầm những chiếc lens này trong tay rất là chắc chắn. Chúng ta vẫn feel được, cảm nhận được độ nặng của Sigma. Độ nhỏ gọn của nó thì cũng khá là tốt và vừa phải. Y như là cái tay nắm đó, bờ như cái đó. Với cự ly này mà chúng ta chụp ở cái khẩu f/1.4 thì nó xóa phông mịn như là cái bánh bông lan vậy đó. Chụp lên góc rộng mà trí xác như thế này thì cái mặt nó sẽ bị distort, bị biến dạng. Không recommend các bạn nên chụp. Còn đây là ống 30 f/1.4, 30 trên crop sensor, khi đổi qua full frame thì nó khoảng 46. 46 là một cái tiêu cự nó lưng chừng hạnh phúc. Thường những cái dòng lens chính hãng của Fuji người ta sẽ làm 33, bởi vì 33 đổi qua full frame nó sẽ khoảng 50. Sigma làm nó ở tiêu cự 30 thôi thì cái góc nhìn của chúng ta nó sẽ rộng hơn một chút xíu. Nét sắc dữ.
Mặc dù cái tiêu cự của nó gần như là 50 ở bên full frame, nhưng chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được cái distortion của một chiếc lens 35. Đứng xịt lại đây chút xíu, gần camera lại. Ừ đúng rồi, đẹp. Mặt đừng nhăn, mặt hơi nhăn á, chắc đeo mắt kiến này cho nó đỡ chói. Chất lượng hình ảnh, màu sắc của ba chiếc lens này đều như nhau hết. Tất nhiên cái dòng Contem này là một cái dòng chung của Sigma, cho nên cái spec, cái thông số hay là chất lượng lens nó sẽ không bằng những cái dòng Art. Nhưng cái điểm Jason thích nhất so sánh với cái dòng Art đó là những chiếc lens Contem này nó sẽ rất là nhẹ, thiết kế của nó nhỏ gọn. Khi mà các bạn làm nghề quá nhiều rồi thì các bạn đảm bảo sẽ không thích những cái lens nó quá nặng. Trong những cái trường hợp chúng ta chỉ shop Pose. Đúng rồi, đẹp. Sáng tạo chụp từ trên xuống nhưng mà có vẻ như là model cao hơn. Nhiếp quá nhiều. Từ cái khẩu F2 trở lên thì dường như chúng ta sẽ không nhìn thấy được những cái viền tím. Nhưng mà cái khả năng kiểm soát cái viền tím của Sigma thì đã rất là tốt từ xưa tới nay rồi. Chúng ta không có cần phải quá bận tâm. Khá là bất ngờ bởi vì thường với những cái tiêu cự 50 hoặc là 85, cự ly bắt nét gần nhất không quá gần, nó sẽ hơi xa một chút xíu. Nhưng mà với chiếc lens 56 này cho chúng ta một cái góc ảnh gần như là macro luôn rồi. Wow, đó là một cái điểm ngạc nhiên trên chiếc lens 56 này. Có một cái khác làm cho Jason ngạc nhiên, đó là tiêu cự càng lên cao thì kích thước của lens nó càng nhỏ lại. What? Ví dụ như là cái 16 nó sẽ to hơn rất là nhiều so với lại cái 56 này. Cái vòng xoay bắt nét ở trên đây thì luôn chắc chắn như tất cả những chiếc lens khác của Sigma. Ngoài ra, khi chúng ta kéo nét out of focus, ba chiếc lens này không hề tạo ra bất cứ một cái tiếng ồn nào hết. Những bạn nào là fan của Sigma từ xưa tới giờ thì các bạn cũng biết chúng ta sẽ có một cái vấn đề khi mà quay video với lại những chiếc lens OG. Các bạn sẽ nghe một cái âm thanh tạch 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 khi mà chiếc lens cố gắng bắt nét vào chủ thể. Và trong những cái trường hợp mà các bạn sử dụng cái mic gắn trực tiếp ở trên camera thì nó quá gần với lại cái lens. Về edit chúng ta nhận ra là cái tiếng ồn nó được pick up quá rõ, rất khó chịu. Nhưng điều đó không xảy ra trên ba chiếc lens này. Khi quay video ở ngoài trời chắc chắn chúng ta sẽ muốn sử dụng những cái ND filter, đặc biệt là Jason sẽ quay F-Log trên chiếc 16, cái filter size là 67, trên 56 filter size là 55, và còn trên chiếc 30 thì filter size là 52. Nếu Sigma có thể làm cả ba chiếc lens này cùng một cái size của filter thì tuyệt vời. Tuyệt vời. Trong trường hợp này, nếu các bạn mua cả ba chiếc lens, Jason sẽ highly recommend các bạn mua cái filter size 67 và mua những cái step up ring từ 67 xuống 55 hoặc là xuống 52. Cả ba chiếc lens này đều có kích thước khá là nhỏ, cho nên việc cân cả cái setup lên trên gimbal nó cũng khá là dễ dàng. Nét độ nhanh và chuẩn xác của ba chiếc lens này thì Jason phải nói lần đầu tiên trải nghiệm với Fuji mà chụp chuẩn xác như vậy. Mình là một người chuyển từ Sony qua trải nghiệm Fuji thì cái vấn đề bắt nét nhanh và chuẩn xác nó rất là quan trọng. Cơi máy lên chụp cái tạch là phải dính nét. Khi chụp ở chế độ Burst Mode, 8 tấm ảnh trong 1 giây, trong cái lúc mà model di chuyển không hề ao nét một tấm nào hết. Chụp Burst Mode ở F1.4 luôn, vậy mới gọi là test. Xe chạy luôn. Nếu model chủ thể của chúng ta không di chuyển quá nhanh thì Jason đảm bảo cả ba chiếc lens này sẽ bắt được những khoảnh khắc quan trọng. Face tracking rất là chuẩn xác, các bạn có thể nhìn thấy qua màn hình của camera.
Nói về cái tiêu cự thích nhất ở trên ba chiếc lens này, chắc chắn là Jason sẽ chọn cái tiêu cự 30. Mình vẫn có thể chụp được những cái tấm ảnh landscape có khung cảnh, vẫn có thể chụp được chân dung. Với khẩu f1.4, các bạn tiến gần hơn đến mẫu thì sẽ có được một cái background với bokeh khá là mịn. Đối với các bạn chuyên chụp chân dung thôi thì cái tiêu cự 56 vẫn phù hợp hơn. Xịt qua đây chút xíu. Đúng rồi, cái này chụp nửa người chứ không phải là full body. Bản thân những tấm ảnh JPEG chụp ra từ máy Fuji nó đã đẹp sẵn rồi, màu sắc của Fuji thì ai cũng mê hết. Chiếc lens này cho chúng ta được một cái màu sắc rất là trong, rất là sạch. Cái màu xanh lá từ những cái lá cây nhìn nó rất là tươi, rất là rich. Ngước mặt cao chút xíu để cho ánh sáng nó đánh vô sống mũi. Đúng rồi. Với cả ba tiêu cự rộng, trung, cận 16, 30 và 56 thì Jason nghĩ bất cứ một anh em nào chơi Fuji cũng chỉ cần sở hữu ba chiếc lens này thôi là đã đủ bộ sưu tập. Trên chiếc 56 này, cự ly bắt nét của nó khá gần, cho nên nó cũng rất là lý tưởng cho các bạn product photographer chụp sản phẩm quảng cáo. Nó không hẳn là macro nhưng mà nó đủ gần để chúng ta có thể thấy được những chi tiết detail ở trên sản phẩm. Chạy. Về độ nét ảnh, màu sắc hình khi chụp với những cái khẩu f2.8 trở lên thì đảm bảo những chiếc lens này không thua gì những cái dòng art của Sigma hết. Rồi, đây là trải nghiệm và chấm điểm cho ba chiếc lens này. Chất lượng hình ảnh tốt, màu sắc rất là tươi và trong, khả năng lấy nét nhanh và chuẩn xác. Và với cái tầm giá đều dưới 10 triệu thì đây là một cái set lens Jason nghĩ là các bạn nên trải nghiệm. Cảm ơn Sigma đã tài trợ cho video ngày hôm nay. Đừng link để mua sản phẩm phía dưới phần mô tả nếu các bạn cảm thấy hứng thú. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nếu cũng thấy hay. Ấn lại bên dưới, đừng quên subscribe, đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nha. Jason sẽ gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Peace. Ủa sao đứng chàng hãng vậy? Ủa tưởng chụp. Tự nhiên chú mỏ vậy. Đâu có. Cái gì vậy hả?